Good morning everyone and what a great joy to see all of you. Và xin chào tất cả quý vị và rất là vui mừng được gặp gỡ quý vị trong buổi sáng này. Buenos días, es un gozo poder verlos una vez más. And it's my privilege to share the word of the Lord together with you. Và tôi rất là vinh dự để có thể chia sẻ lời của Chúa cùng với quý vị trong ngày hôm nay. Y para mí es un gozo el poder compartirles la palabra de Dios. And this morning is also the first day of the Lunar New Year. Và ngày hôm nay cũng là ngày đầu tiên của trong Tết âm lịch của chúng ta. Y este año es el año nuevo de la luna. And last night, maybe a lot of you heard a lot about the sound of firecracker or firework. Có lẽ tối qua thì quý vị đã nghe những âm thanh của những cái tiếng pháo. Y quizá usted ha escuchado ruidos de cohetes. And the sound of the firecracker may give us some joy and happiness. Và những cái tiếng pháo đó nó làm cho lòng của chúng ta được vui nhộn. Y quizá los ruidos que escuchamos nos da alegría. But yet after all of the celebration, nhưng mà sau khi tất cả những sự vui mừng đó, una reunión de muchas celebraciones. How many of us are still unforgiving other people? Bao nhiêu người trong vòng chúng ta vẫn chưa có tha thứ cho những người khác? Y cuántos nosotros no estamos perdonando? So this morning I would like to share to you on the first day of the new year about unforgiveness and forgiveness. Và buổi sáng nay trong ngày lễ đầu năm tôi muốn chia sẻ cho quý vị đó là sự không tha thứ và sự tha thứ. Y hoy les quiero explicar lo que es el no perdonar y el perdón. What will happen when you don't forgive other people and what will happen when you forgive other people? Và điều gì sẽ xảy ra khi quý vị tha thứ cho những người khác và điều gì sẽ xảy ra khi quý vị không tha thứ cho những người khác? Lo que sucede cuando usted perdona y lo que sucede cuando usted no perdona. Is there any one of us here that we don't like to see a certain person? Có ai trong vòng chúng ta ở tại đây đó là chúng ta không muốn gặp một cái người nào đó? Habrá alguien entre nosotros que no le cae bien a alguien cuando lo mira. We don't even want to talk to that person, và chúng ta cũng không muốn nói chuyện với người đó. Que ni siquiera le podemos platicar ni hablar. And when someone mentioned about the name of that person, we are uneasy and we are not very happy. Và khi người nào đó nhắc đến tên của một người mà chúng ta không thích đó, chúng ta cảm thấy rất là không có vui mừng và không có khỏe. Hasta mencionar el nombre de esa persona nos sentimos incómodos. Or there are times that we cannot sleep because when we think about the things that happened related to that person. Hay là có những lúc mà chúng ta không ngủ được bởi vì những cái điều đã xảy ra mà người đó đã khiến cho mỗi đời sống của chúng ta. Hasta nos quita el sueño cuando pensamos en tal persona. And for some other people, they begin to think of the plan of revenge. Và đối với những người khác, họ cũng có những kế hoạch để có thể trả thù những người đó. Y tenemos el sentido de venganza. And this morning I would like to share to you in the book of Esther chapter 3. Và buổi sáng nay tôi muốn chia sẻ với quý vị ở trong sách Esther đoạn 3. Vamos a mirar en el libro de Esther capítulo 3. And the story we talk about Haman, he is the main plot in this story. Và trong câu chuyện này cái nhân vật chính đó là Haman. Y el personaje importante que vamos a mirar se llama Amán. And in the book of Esther we tell us that King Xerxes honor Haman, the son of Hammedatha, the Agagite, and elevating him and give him a seat of honor higher than that of all of the other nobles. Và trong sách Esther đoạn 3 câu số 1 đó là vua Esru đã thăng chức cho Haman, con trai của Hammedatha, người Agag, và làm nổi danh người, đặt ngôi người trên các quan trưởng ở cùng vua. Y este hay un personaje que es un rey que va a estimar mucho a Haman. Maybe Haman just engage in a fight or a battle and he won a great victory. Có lẽ Haman ông đã vừa đánh thắng trận và một cái trận thắng rất là cực kỳ quan trọng. Y quizá Haman estuvo en un gran victoria, por eso recibe recompensa. And that's why King Xerxes promoted him. Và đó là lý do tại sao mà vua Asuru đã thăng chức cho Haman. Y por esa ocasión este rey promociona a Haman. And now Haman is in a very important position. Maybe he is the prime minister or maybe he is the vice president of the country. Và bây giờ ông đã trở nên là một người đứng thứ hai ở trong đất nước hay là phó tổng thống. Y vamos a mirar a Amán en un cierto nivel de autoridad. And according to the king, that every people have to kneel down and pay honor to Haman. Và theo như lệnh của vua đó là tất cả mọi người đều phải quỳ xuống trước mặt ông và cúi lại Haman. Y el rey da órdenes que le den honra a Amán.
What an honor for Haman. Đây là một cái sự cao trọng tôn trọng Haman, đúng không ạ? Y qué honor es esto para Amán. Just imagine whenever you go and people just pay respect to you and say hello, sir, ma'am. Và quý vị cứ tưởng tượng đó là khi quý vị đi bất cứ nơi nào đó, mọi người đều tôn trọng quý vị và chào đón quý vị. Oh, chào cô, chào thầy. Y que pueden acercarse a Amán y decirle, señor, mi respeto. And you see that in some culture that the people want to come and begin to kiss at your hands even. Và có trong một số những quốc gia hoặc là một số văn hóa đó, họ đến họ hôn vào tay của chúng ta nữa. Hasta tal punto a besar las manos a esa persona, a Amán. I remember that when my son was only 3 years old. Và tôi nhớ rằng khi mà con của tôi chỉ 3 tuổi mà thôi. I remember when my son woke up. Disculpe. Recuerdo cuando mi hijo era de 3 años. And the people ask my son that, who are you? Và người ta hỏi, có những người bạn của tôi hỏi con của tôi đó là, con là ai? Y le preguntaban, ¿quién eres? And my son didn't say that, my name is Luke. But con của tôi không có nói rằng, oh, tên của con là Luke. Y cuando respondía el hijo, nunca decía el nombre de él, que es Lucas. But he said that I am the son of Professor Dr. Joshua. Mà con của tôi trả lời đó là tôi là con của giáo sư tiến sĩ Joshua. Y su respuesta siempre era, a mi estimado padre, soy hijo del estimado profesor Pastor Joshua. And people just laugh, và mọi người cười rất là to. Y su reacción es grande, wow, qué grande. Why did he say like that? Lý do tại sao mà con tôi trả lời như thế là như vậy? Y por qué su respuesta era así? Because people can see the respect that other people show to me. Bởi vì người ta thấy, con của tôi thấy được cái sự tôn trọng mà người ta đã dành cho chúng tôi, vợ chồng chúng tôi. Porque el hijo pequeño mira el respeto que los hombres da a su padre. Oh, professor, how are you? Oh, giáo sư, ông như hôm nay như thế nào? Porque se acercan a él. Oh, profe, ¿cómo estás, profe? Oh, doctor, do you want to eat something? Oh, tiến sĩ, ông muốn ăn cái gì hay không? Y se acercan en confianza. And he found that there's some importance in that honor. Và dĩ nhiên là con của tôi thấy được cái sự quan trọng khi mà người ta tôn trọng chúng ta như vậy. Y el hijo mira el valor y la importancia de ese respeto. How much more when Haman become the prime minister or the vice president of the country and everybody have to pay respect to him. Và đối với Haman là người được tôn trọng với như ở trong chức vị đó là phó tổng thống và mọi người đều tôn trọng ông. Y cuanto más en este pasaje Haman como lo elevan para darle un puesto de autoridad y respeto. And he make him so proud và làm cho ta rất là kiêu ngạo. Mucho orgullo. And when in verse number 5, when Haman saw that Mordecai would not kneel down or pay him honor, he was enraged. Nhưng ở trong câu số 5 chép như thế này, đó là khi mà Haman thấy Mardochê không cúi xuống và không lạy mình, bèn nổi giận dữ. Había un personaje llamado Mardoqueo que no dio respeto, dice, y vio a Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él y se llenó de ira. And in that anger, he began to revenge. Và ở trong sự giận dữ đó, ông bắt đầu muốn trả thù. Y conforme esa ira que sintió, sintió ganas de dar venganza. And he want to kill Mordecai. Và sau đó ông muốn giết hại Mardochê. Y quiso matar a Mardoqueo. But the Bible said that when he knew that Mordecai was a Jew, he thought that it's not enough to kill Mordecai alone. Nhưng mà khi mà Haman biết rằng Mardochê là người Do Thái và ông thấy rằng giết một mình Mardochê vẫn chưa đủ, phải giết hết toàn cả dân Do Thái. Y cuando Amán entendió que Mardoqueo era judío, reconoció que no era suficiente para matarlo. And in verse number 8, Haman said to King Sextus, there is a certain people dispersed among the people in all the province of your kingdom who keep themselves separated, their customs are different from those of all other people, and they do not obey the king's law. En el verso 8 dice, y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino y sus leyes son diferentes y las de todo pueblo y no guardan las leyes del rey y el rey nada le beneficia el dejarlos vivir. And Haman told với vua Assyria rằng có một dân tộc tản mát rải rác ra giữa các dân tộc trong những tỉnh của nước vua. Luật pháp của chúng nó khác hơn luật pháp của các dân khác, lại chúng nó cũng không tuân theo luật pháp của vua, dung chúng nó chẳng tiện cho vua. You see that in his anger,
He does not want only to kill one person, but the whole people of Israel. Và trong sự giận dữ đó, ông ta chỉ không muốn chỉ giết một người mà thôi để hả dạ cho mình, nhưng mà giết tất cả mọi người. Y este Amán siente el deseo de matar a todos, todo Israel. And that's why he came up with this plot and asked the king the decree so that he can kill the Israel or the Jewish people in those days. Và đó lý do tại sao mà ông đã tìm kiếm vị vua để lên cái kế hoạch giết hại dân Do Thái thời lúc bây giờ. Por eso miramos en este pasaje que el rey levanta decretos de matar a los israelitas. Forgiveness is the resentment that you and I have in our heart. Và khi mà chúng ta nói đến cái sự unforgiveness is the resentment that you and I have in our heart. Và cái sự không tha thứ nói đến một sự giận dữ nó chất đầy ở trong lòng của mỗi đời sống của chúng ta. El sentir falta de perdón es el resultado de resentimientos. And many studies will tell us that the unforgiveness will give us a lot of problems and issues in our life. Và có nhiều những cái nghiên cứu cho chúng ta biết rằng cái sự không tha thứ đó nó sẽ đem chúng ta có rất là nhiều những nan đề khác nhau. Y sabemos que el falta de perdón nos llevará a tener muchos problemas. And someone say like this, unforgiveness is choosing to stay trapped in a jail cell of bitterness, serving time for someone else's crime. Và có một người đã nói như thế này, đó là sự không tha thứ thì giống như là chúng ta đang lựa chọn để ở trong ngục tù của sự cay đắng mà chúng ta đang phục vụ cho, hoặc là chúng ta phục vụ cái sự cay đắng đó vì cớ cái tội ác của người khác. Y algunos entienden el falta de perdón es como el ser atrapados en un cárcel. And another person say that unforgiveness is just like taking poison for yourself and yet hoping someone to die for that poison. Y el sentido también es como veneno. Và có một người nào khác đó đã nói như thế này, cái sự không tha thứ cũng giống như là quý vị đang uống thuốc độc mà quý vị đang trông mong những người khác phải chết trong khi chính chúng ta là những người đang uống thuốc độc đó. And unforgiveness also give us a lot of depression. Y el sentido de falta de perdón nos llevará a la depresión. Unforgiveness also lead us many health issues, especially the cancer. Và cái sự không tha thứ đó nó cũng làm cho chúng ta có những cái sự bệnh tật, đặc biệt đó là ung thư. Hasta problemas físicas puede afectarnos el falta de perdón hasta llegar a tener cancer. Unforgiveness also bring a lot of anxiety and stress in our life. Và cái sự không tha thứ đó nó cũng làm cho lòng chúng ta bất an và có nhiều áp lực trên đời sống của chúng ta. Porque el falta de perdón nos da estrés y ansiedad. But according to the psychology of today, they have something very important that most of the people who do not forgive always have cancer in themselves. Và trong những cái nghiên cứu của tờ tâm lý học cho chúng ta biết rằng đó là những người nào mà không tha thứ đó thì thường có những ung thư. Y conforme la psicología, la gente que tiene falta de perdón casi siempre terminan teniendo cierta forma de cáncer. Ask your neighbor, do you have cancer? Hãy hỏi người kia bên cạnh ta có a su vecino si tiene cáncer. Of course, not all people have cancer just because of unforgiveness, but majority, 70% of the people who have cancer because of unforgiveness. Và theo như thống kê cho chúng ta biết rằng, không phải tất cả mọi người không tha thứ là đều có ung thư, nhưng 70% của những người không tha thứ đều có những căn bệnh ung thư khác nhau. No estamos diciendo que todos tienen cáncer, sino una estadística que dice que la mayoría de las personas que se encuentran con cáncer tiene ese problema de falta de perdón. And at last, at least for Haman, because of unforgiveness, you see that he could not sleep. He was not very happy. Và đối với Haman, ông rất là người đã không tha thứ và ông đã giận dữ và ông không có vui mừng. Y miramos en este pasaje que Amán, por el falta de perdón, no podía dormir. And that act of unforgiveness not only lead the resentment in our heart, but also lead to the evil plans. Và cái sự không tha thứ đó, nó không chỉ làm cho lòng của chúng ta tức giận, nhưng mà cũng đem chúng ta đến những cái kế hoạch của sự tàn ác. Y miramos que el resultado del falta de perdón no solo es interiormente resentimiento, sino planes de destrucción, de maldad. And study also show us that most of the people in prison always have unforgiveness in their life. Và theo những thống kê mà chúng ta thấy được đó là những người ở trong chốn tù tội đó là đa số những người đó đều có những sự không tha thứ trên đời sống của mình.
Y también estadísticas muestran que la gente que es mucha de la gente que están en los cárceles también padecen por falta de perdón. Especially they cannot forgive their father. Và đặc biệt đó là những người đó thường không có thể nào tha thứ cho chính người cha của mình. Ejemplos como el no perdonar a sus padres. And they were so not happy that they want to do something bad and that lead them into the prison cell. Và bởi vì không có những cái sự không có vui mừng đó đã khiến cho họ đi vào những con đường của tội ác và cuối cùng đã kết liễu cuộc đời của mình ở trong chốn tù ngục. Tales personas actuaron en venganza por falta de perdón y terminaron estando en cárcel. But the good news also tell us, nhưng mà chúng ta cũng vẫn có tin tức tốt lành. The study found that the act of forgiveness can reap huge reward for your health. Yes, miramos que el acto de perdonar hay muchos beneficios. Nhiều nghiên cứu cũng cho chúng ta biết rằng đó là sự tha thứ nó sẽ giúp cho sức khỏe của chúng ta rất nhiều. It lower the risk of heart attack và nó cũng giúp cho chúng ta tránh đi những cái vấn đề đó là đột biến cơ tim hay là heart attack. Hasta nos ayuda bajar el chance de tener un ataque de corazón. It will improve the cholesterol level and sleep. Và nó sẽ giúp chúng ta giảm đi và giúp chúng ta có thể ngủ ngon. Hasta nos ayuda en lo que es el colesterol. It's going to reduce the pain and the blood pressure. Nó giúp chúng ta có thể giảm đi những nỗi đau và vấn đề cao máu. Y hasta ayuda alta presión. So, I can tell you a lot about the benefits of forgiveness and the damages of unforgiveness. Tôi có thể nói rất là nhiều cho quý vị biết những cái lợi ích của việc tha thứ và những cái tác hại của việc không tha thứ. Hasta puedo contar y seguir contando los beneficios, tanto lo que es negativo de falta de perdón. But that would be enough and important for all of you and I realize that forgiveness is important. Nhưng mà những điều đó đều nói chúng ta một điều đó là chúng ta nhận biết rằng cái sự tha thứ nó rất là quan trọng trên mỗi đời Pero sống của importante chúng ta. Que nosotros entendemos la importancia del perdón. And maybe some of you said, Pastor, how can I forgive? I have a bad experience with those people. Và có lẽ quý vị đang nói với tôi rằng, ôi mục sư, làm sao mà tôi có thể tha thứ? Tôi có những kinh nghiệm thật là khủng khiếp với những người đó. Y quizá usted diría al siervo, Pastor, ¿cómo puedo perdonar si la experiencia que tuve fue malo, tan grave? In California, we have a lot of people that fleeing away from their country due to the tyranny or something happened bad in our country. Và đặc biệt ở tại Cali là chúng ta có rất là nhiều người là những người tị nạn, là người đã chạy trốn ra khỏi những quốc gia độc tài. Hay mucha gente que huye de sus países que vienen a California. Por lo que sucedió en su propio país, abuso de autoridad. And you may just told me, Pastor, how can I forgive them when they kill my family member? Và có lẽ quý vị đang nói với tôi rằng, mục sư làm sao tôi có thể tha thứ họ trong khi họ đã giết những người yêu thân yêu trong gia đình của tôi? Y le dicen al hermano, ¿cómo puedo yo perdonar a tales personas que hasta mataron a mis propias familiares? How can I forgive them when they took away my house, my home? Làm sao tôi có thể tha thứ cho họ trong khi họ đã tiếm đi tất cả những tài sản và gia đình của tôi? ¿Y cómo les puedo perdonar que hasta me quitaron mi propia casa? How can I forgive them when I see by my own eyes that my people were drowned in the ocean sea? Và làm thế nào tôi có thể tha thứ cho họ trong khi tôi thấy chính tận mắt của tôi, đó là những người yêu thân yêu của tôi đã bị chìm ở trong biển nước? Que cómo puedo perdonar si yo he visto con mis propios ojos a ciertas personas hundirse en el mar. How can I forgive them when they put me in prison for 10 years or even 20 years? Làm sao tôi có thể tha thứ cho họ trong khi họ đã cho chúng tôi bắt bỏ tù cho 10 năm, 20 năm? Y cómo puedo perdonar si ellos mismos me han metido en la cárcel por más muchos años. And I want to tell you the good news. Y tôi muốn nói cho quý vị một tin tức tốt lành. Pero les quiero compartir las buenas noticias. That God can help you and I to overcome that pain. Đó là chính Chúa Ngài sẽ giúp đỡ cho mỗi đời sống ta sẽ có sự đắc thắng được những sự đau khổ đó. Que Dios nos puede ayudar con ese dolor. My family was also the victim of the things that you have been also experienced. Và chính gia đình của chúng tôi cũng là những nạn nhân của những điều mà quý vị đã từng trải qua. Que mi propia familia ha padecido cosas semejantes a ustedes. My father-in-law was put in the labor camp and prison for 20 years. Và chính cha vợ của tôi đã bị bắt ở tù và trong trại cải tạo 20 năm. Que mi propio suegro lo metieron en la cárcel por más de 20 años.
But I can see the difference in the life of the people with unforgiveness and his life of forgiveness. Nhưng mà tôi có thể thấy được những sự rất là khác biệt trên đời sống của những người không tha thứ và chính chính đời sống của cha vợ của tôi là người đã tha thứ. Pero aún así puedo mirar la diferencia entre personas que no han perdonado y a mi suegro que más de 20 años logró perdonar. And his labor camp and prison was in the worst place, the coldest place. Some of the coldest place in the world. Và ở trong tù và trong trại cải tạo mình đang ở là nơi mà lạnh lẽo nhất, là một trong số những nơi lạnh lẽo nhất ở trên thế giới này. Y el cárcel que le tocó estar fue uno de las áreas más peligrosas y feas. And on the winter time that they can be just the temperature can go down to -40 Celsius degree. Và ở trong những buổi thời tiết lạnh đó nó có thể đi xuống đến 40 độ âm, quý vị. Que hasta la temperatura puede caer menos 40 de temperatura. He was away from the family, và ông bị cách rời khỏi gia đình của mình. Y estaba afuera de su familia, alejado de su familia. And even his first daughter died because of the poverty and because of the famine took place in those days. Và chính ngay cả đứa con gái đầu tiên của ông đã bị chết bởi vì cái sự nạn đói nó đã xảy ra ở trong thời điểm đó. Hasta su propia hija falleció por pobreza y falta de comida en esa área. He was persecuted not because that he's a bad person. Ông ta bị bắt ớ không phải là bởi vì ông là một người xấu. Y fue perseguido no por ser mala persona. He just like me, he want to preach the gospel and he want to share the good news of the Lord Jesus Christ and he was put in prison. Và giống như tôi, ông là người đã rao giảng lời của Chúa, chia sẻ tin lành tốt lành của Chúa cho mọi người, nhưng mà ông lại bị bắt bớ. Y fue perseguido por hacer lo que yo estoy haciendo, predicando el evangelio. And after he was released from prison, it took him almost 10 years in order to find out his second daughter who was lived far away. He didn't know where she was about before. Và sau khi ông ra khỏi tù đó, thì ông đã phải trải qua 10 năm để đi tìm kiếm đứa con gái thứ hai của mình đã bị thất lạc. Y cuando terminó de estar en la cárcel, le tomó años para encontrarse con su hija segunda. And even every son of his was given into different family. Và ngay cả những đứa con trai con phải cho vào các gia đình khác nhau. Y encontró que uno de sus hijos fue entregado a otra familia. My father-in-law could have a lot of bitterness in his heart. Cha vợ của tôi cũng có thể giống như quý vị, có thể có rất là nhiều những sự cay đắng ở trong lòng của mình. Su suegro hubiera tenido mucha amargura en su corazón. And in those days he was young, very talented, and he could speak 3 languages about 60 years ago. You just could imagine that. Và cha vợ của tôi trong vòng 60 năm trước, ông là người rất là tài giỏi và có khả năng và có thể nói được 3 ngôn ngữ khác nhau. Y su suegro era de mucho talento, hasta él podía hablar 3 idiomas. He was doing a good business and very successful. Ông cũng là một trong những thương gia rất là thành công trong lúc bây giờ. Él tenía muchos éxitos. But suddenly, everything changed when he was in the labor camp and he was in prison. Và tất cả mọi thứ đều thay đổi trong khi mọi thứ đã ông bị bắt ở tù và ở trong trại cải tạo. Pero todo eso cambió cuando lo entregaron en la cárcel. But his life is different. He's always happy, rejoicing, and today his family are really, really blessed. Nhưng mà cha vợ của tôi rất là vui mừng và lòng của ông rất là vui mừng và cả gia đình của ông được phước. Pero ahora después de todo, él es alegre, contento con su familia en Dios. Because he followed the word of the Lord to forgive one another. Bởi vì ông đã làm theo lời của Chúa, đó là hãy tha thứ lẫn nhau. Porque él ha seguido la palabra de Dios que es perdonar. And the Bible in the book of Proverbs chapter 10 verse 12 said, hatred will stir up conflicts, but love will cover over all wrongs. Ở trong châm ngôn, Proverbs chapter 10 verse 12. Ở trong châm ngôn đoạn 10 câu số 12 chép rằng đó là tất cả những sự hận thù nó sẽ giải khiến cho chúng ta những sự tranh chiến, nhưng mà tình yêu thương sẽ che chở tất cả mọi sự. Y el libro de Proverbios capítulo 10 verso 12 dice, el odio despierta rencillas. Matthew chapter 6 from verse 14 to 15 said that if you forgive other people their sin, your heavenly Father will also forgive you. Và trong Matthew đoạn 6 câu số 14 rằng nếu các ngươi tha thứ tội lỗi cho những người khác thì cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ tha thứ tội lỗi cho các ngươi. Y Mateo 6 capítulo 6 verso 14 dice que si tú perdonas a los que te han ofendido, tu Dios Padre también te va a perdonar. Do you see the joy in my life?
Quý vị có thấy cái sự vui mừng trên đời sống của tôi không? Do you see the joy in my life? Si pueden mirar el gozo que yo tengo en mí. I'm sure that over the year that you have seen me, I'm always happy and rejoicing. Và có lẽ quý vị thấy trong hơn một năm qua, tôi lúc nào cũng vui mừng và phước hạnh. Ustedes me han visto que entre los años siempre estoy gozoso, alegre. But do you really know what happened to me? Quý vị có thật sự biết tôi đã điều gì đã xảy ra đối với tôi không? Pero conocen lo que me ha sucedido a mí. I preached the gospel and I was persecuted as well. Tôi đã rao giảng lời của Chúa và tôi cũng bị bắt bớ. He predicado el evangelio pero he sido perseguido. I helped the poor and yet I was persecuted. Tôi giúp đỡ những người nghèo khổ và tôi lại bị bắt bớ. Ayudé a los pobres, pero aún así fue perseguido. And I want to save the life of people in prison to become from the sinner to become the saint. But I was persecuted. Và tôi muốn giúp đỡ cho những người bị cầm tù tội đó là những người đã là tội lỗi để trở nên những thánh nhân. Nhưng mà tôi vẫn bị sự bắt bớ. He tratado de ayudar a los carceleros conocer a Cristo, pero aún así fui perseguido. I want to help the people drug addicted to overcome in the name of Jesus, and yet I was persecuted. Tôi muốn giúp đỡ cho những người là hút chích xì ke ma túy để họ có thể đắc thắng ở trong danh của Chúa Jesus Christ, nhưng mà tôi lại bị bắt bớ. Quería ayudar a la gente atrapados conocer a Cristo, pero aún así fue perseguido. And you heard that I was the professor. I have a good career. Và có lẽ quý vị đã nghe tôi cũng là một giáo sư và tôi cũng có một cái tương lai rất là tốt. Y si escuchan que soy profesor y que tengo éxito. But everything just go down to zero. Nhưng mà tất cả mọi thứ đã trở thành con số không. Pero todo ha bajado a cero. When I was persecuted, khi mà tôi bị bắt bớ. Porque fui perseguido. Until the point that I was deported out of the country. Và đến một mức độ đó là tôi bị trục xuất ra khỏi quốc gia. Tal punto que fui deportado de mi propio país. Other people was deported with their family, but in my case, I was deported alone. Và những người khác bị trục xuất với cả gia đình của họ. Nhưng mà đối với tôi đó là tôi bị trục xuất một mình. En otras ocasiones fueron deportados en familia entero, pero yo fui deportado solo. And they did not allow my wife and my two sons to come out. Và họ không có cho vợ của tôi và hai đứa con của tôi đi ra. Y no permitieron que mi esposa y mis hijos también fueron conmigo. In terms of career, I also very successful in ministry. Và nói trong chức vụ hay là nói một cách nôm na ở trong cái công việc, tôi cũng rất là thành công. En Corea fui exitoso en el ministerio. I have about 100 full-time staff and more than 1,000 part-time workers. Và tôi có hơn 100 nhân sự chọn thời gian và hơn 1,000 nhân sự bán thời gian. Tenía varias personas trabajando juntamente conmigo. But everything just go down like this. Pero todo fue cero. And I came here alone. Y llegué aquí solo. Và tất cả mọi sự đã mất đi và tôi đến đây một mình ơn. Could you imagine that pain? Quý vị có thể cảm nhận được cái sự đau đớn không ạ? ¿Pueden imaginar ese dolor? Could you imagine that loneliness? Quý vị có thể cảm nhận được cái sự cô đơn? Esa soledad que yo sentía. Could you imagine that insecurity? Quý vị có thể cảm nhận được cái sự bất an không? Las inseguridades que sentí. How about the future? How about the children? How about my wife? How about our family? Như vậy trong tương lai gia đình của tôi, con cái của tôi và tương lai sẽ như thế nào? El pensar de mi futuro, mis hijos, mi familia. But I didn't let bitterness to deep rooted in my heart. Nhưng mà tôi đã không để sự cay đắng đó để làm đầy dẫy lòng của tôi. Pero no permití que la amargura me estorbara. But I let the love of God to fill in my heart, and that's why my heart is overflowing with joy and happiness. Nhưng mà tôi để sự tình yêu của Chúa đầy dẫy trên chính đời sống của tôi, và sự tình yêu của Chúa đó đã đầy dẫy và tuôn đổ ra khỏi đời sống của tôi và cho con như sự vui mừng đầy dẫy trên đời sống của tôi. Pero dejé que el amor de Dios me llenara y ahora siento gozo y alegría. For almost 40 years, many people are still keeping hatred in their heart because of the things that happened 40 years ago. Đã trải qua hơn 40 năm, nhưng mà nhiều người trong chúng ta vẫn để những sự cay đắng đó, những sự đau khổ đó đầy dẫy trên đời sống của chúng ta. Por varios años, mucha gente guarda odio y rencor. And it makes us handicapped và làm chúng ta bị bại liệt. Y nos da deshabilidades. And in the same way, Haman at the end, he was at the height of his power. Và Haman cũng vậy, ông có một cái tương lai rất là tươi tốt. Y miramos en este pasaje que Amán estaba en su puesto alto. He was in the high power, ông ở trong một địa vị rất là cao trọng. Un puesto muy alto en he autoridad. Was with wealth, ông rất là giàu có. Estaba con el rey. But just because of unforgiveness of someone who didn't pay honor to him, nhưng mà bởi vì cái sự không tha thứ mà mỗi một người giống như Mardochêu đó đã không
bày tỏ cái sự tôn trọng đối với ông. Pero el no perdonar a cierta persona que no le dio respeto. And he began to carry out wicked plan. Và bây giờ ông đã đưa ra một cái kế hoạch của sự gian ác. Terminó teniendo planes de maldad. He could have enjoyed his wealth, but now he's unhappy. Ông có thể vui mừng ở trong cái sự giàu có của mình, nhưng mà bây giờ ông ta không có cái sự vui mừng đó. Y lo hubiera evitado viviendo normalmente. He could just forget Mordecai and just walk by and just celebrate with party. Và ông có thể là cứ quên cái thằng mặc đôi che đó đi, cứ bỏ nó qua và cứ vui mừng ở trong những buổi tiệc của mình. Hubiera olvidado de Mardoqueo y vivir su vida normal. But because of unforgiveness, nhưng mà bởi vì sự không tha thứ. Pero por el falta de perdón. He even kill himself by his own plan. Và cuối cùng, bởi sự không tha thứ đó mà chính đời sống của ông đã giết hại chính đời sống của ông. Que terminó hasta matándose a sí mismo. He wanted to kill Mordecai, but at the end, it was the king that killed him. Và ông muốn giết hại Mardochê, nhưng mà cuối cùng, chính vị vua đã giết hại chính đời sống que của Haman. Que deseó matar a Mardoqueo, pero terminó él matándose. O and on this new year, I would like to challenge and encourage you. Y en este año nuevo lo quiero retar. Và trong năm mới này tôi muốn khích lệ cho mỗi đời sống của quý vị. Why do we let the enemies to steal all of the joy in our life? Lý do tại sao mà chúng ta phải để cho ma quỷ hay là kẻ thù của chúng ta nó giật đi tất cả những sự vui mừng trên đời sống của chúng ta? Les quiero retar les quiero decir que cómo podemos dejar los enemigos robarnos del gozo. Our rivals to deteriorate our own health. Lý do tại sao mà chúng ta để cho những người đã tranh chiến với chúng ta đã cướp mất đi cái sức khỏe trên đời sống của chúng ta? Cómo podemos dejar que afecta nuestra salud? You and I can overcome the bitterness in the name of Jesus. Quý vị và tôi có thể đắc thắng được tất cả những sự cay đắng đó ở trong danh của Chúa Jesus Christ. Que usted y yo podemos resolver la amargura en Cristo Jesús. And the Bible says that we not only forgive one time, but 77 times. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng chúng ta không chỉ tha thứ một lần thôi mà thôi, nhưng mà chúng ta sẽ tha thứ 70 lần 7. Que no solamente perdonamos una sola vez, sino 70 veces 7. And when you learn to forgive, the river of life will overflow into our life. Và khi mà quý vị tha thứ đó thì cái dòng sông của sự sống nó sẽ tuôn đổ ra khỏi đời sống của chúng ta. Y cuando aprendemos a perdonar, vamos a sentir el fluir de la vida. And when you forgive, you can go and talk to your enemy with joy and happiness. Và khi quý vị mà tha thứ đó, quý vị có thể nói với những người mà đã làm chúng ta bị thương tổn đó, mà quý vị có thể nói với họ với cái sự vui mừng. Tal punto que hasta tú puedes hablar a los que te han ofendido. When you forgive, you are not being bound in your own prison anymore. Thì quý vị và tôi tha thứ, chúng ta không còn bị cột trói ở trong chính cái ngục tù của chúng ta nữa. Que ya no estás atrapado en la cárcel que te has metido. But just like my father-in-law, just my life and the millions of the people who learn to forgive, we are celebrating every day in the midst of the odds or against all of the odds. Và giống như chính cha vợ của tôi, chính đời sống của tôi và cả hàng triệu người đã tiếp nhận Chúa và học hỏi trong sự tha thứ đó, chúng ta vẫn tiếp tục vui mừng ở trong danh của Chúa Jesus Christ. Que ni mi suegro ni yo dejemos que la falta de perdón nos venciera, sino celebramos en perdón. And may I ask the worship team to come, and we are going to sing the song I Give You My Heart. Và tôi xin mời ban thờ phượng đến để chúng ta sẽ cùng nhau hát với bài đó là Hãy Dâng Tấm Lòng Của Chúng Ta Cho Chúa. Y vamos a cantar una canción Hoy Te Rindo Mi Corazón. And let us just begin to dedicate and begin to put all of our bitterness, all of our unhappiness, all of our unforgiven thing into the hands of the Lord Jesus. Và chúng ta sẽ đặt để tất cả những sự không tha thứ, những sự không vui mừng, những điều mà làm cho lòng của chúng ta trắc trở đó ở trong cánh tay toàn năng của Chúa. Y vamos a dejar que el Señor trabaje en nosotros en nuestras amarguras. And is there any one of you have been suffer because of that unforgiveness for so long? Và nếu ai trong vòng quý vị là những người đã bị thương tổn hay là ở trong những sự tha thứ đó trong vòng thời gian rất là lâu rồi, we'd like to pray for you. You can just raise your hand and the pastor here can go and begin to pray for you. Và quý vị có thể đưa tay của mình lên và chúng tôi sẽ, các mục sư sẽ đến để cầu nguyện cho quý vị. Y si usted desea
que oren por usted. Puede levantar su mano y un siervo va a ir a usted. Something that have troubled your heart, your mind for so long, là những điều đã làm khiến cho lòng của chúng ta, tư tưởng chúng ta bị bực tức rất là lâu dài. Something that could not make you sleep well and eat well, những điều gì đó đã khiến cho quý vị không ăn ngon, không ngủ yên được. Algo que quizá no te ha dejado sentir paz. Let it just come to the Lord and just say, Lord, I'm willing to forgive other people and help me to forgive them. Và hãy nói với Chúa rằng, Chúa ơi, con sẵn sàng để tha thứ cho những người đã làm thương tổn con và con giúp đỡ cho con để tha thứ những người đó. Acerquémonos en confianza pidiéndole al Señor que nos ayude en esa área que nos afecta. Do not let unforgiveness to lead to bitterness and hatred and evil plans anymore. Đừng để như sự không tha thứ đó nó sẽ khiến chúng ta tiếp tục bị cay đắng, buồn khổ và tiếp tục hận thù. No dejemos que falta de perdón nos afecte en la amargura. Do not let that unforgiveness continue to stop you into the greater plans of God for you. Đừng để những sự không tha thứ đó nó ngưng chúng ta bước vào ở trong những chương trình kế hoạch tuyệt vời của Chúa cho cuộc đời của chúng ta. No dejemos que el falta de perdón nos afecta en los planes de Dios. When I lost everything, it seemed to be, và dường như tôi đã mất tất cả mọi thứ. And I have to begin everything new here. Và tôi phải bắt đầu với những sự mới ở tại đây. Así como en mi vida he tenido que empezar de nuevo. I could be like many people, just sit there and complain. Và tôi cũng có thể giống như nhiều người đã ngồi xuống và bắt đầu than phiền về cuộc đời. Hubiera sido como los demás personas en amargura y falta de perdón. I could have said that, cursed them. Và tôi có thể bắt đầu chửi rủa họ. I could have asked the question, why did you do it that to me? Why this happened to me? Và tôi có thể hỏi đó là lý do tại sao quý vị đang làm điều đó cho tôi. Quý vị lý do tại sao những điều này đã xảy ra đến cuộc đời của tôi. Podría decir que porque esa persona me ha hecho el daño. But I do not let the enemy to kill, to steal and to destroy me. Nhưng mà tôi không để kẻ thù đến đã hủy diệt và cướp phá cuộc đời của tôi. Pero no he dejado que esas personas me estorbaran. Just simply that I dedicate my life into the hands of the Lord. Bởi vì tôi nhận biết và học cách đó là dâng cuộc đời của tôi cho Chúa. Más bien he dedicado mi vida y esa área en las manos de Dios. And that's why I'm still very energetic to serve the Lord and serve every one of you. Và đó là lý do tại sao tôi vẫn rất là sung mãn ở trong sức lực của mình để phục vụ Chúa và phục vụ mỗi đời sống của quý vị. Por eso hoy estoy muy contento, estoy en paz y gozoso. And as I dedicate my life into the hands of the Lord, God just opened the door every step. Và khi mà tôi đã dâng đời sống của tôi ở trong cánh tay toàn năng của Chúa, Chúa bắt đầu mở cửa ra cho chính đời sống của tôi. Y como he dedicado mi vida al Señor, Él me ha ayudado. And I pray that God also open that door for you as well. Và tôi cầu nguyện Chúa cũng sẽ mở cánh cửa đó cho mỗi đời sống của quý vị. Y voy a orar que el Señor haga la obra así como lo hizo en mí. Open the doors of restoration. Hãy mở những cánh cửa của sự phục hồi cho đến đời sống của quý vị. Y Él abre las puertas de restauración. Open the doors of providence into your life. Mở những cánh cửa của sự cung ứng của Chúa trên cuộc đời của quý vị. Que abre las puertas para que también podemos ser prosperados. Open the doors so that love can fill in into our life once again. Và mở những cánh cửa để sự tình yêu của Chúa tiếp tục được tuôn đổ trên đời sống của chúng ta. Abre las puertas que hasta que el Señor puede manifestar su amor. We're going to sing together. Let's all stand, please. Let's all arise. Ponémonos de pie. Xin mời quý vị cùng nhau đứng lên và chúng ta sẽ cùng nhau hát bài hát này. Let's close our eyes. Quý vị có thể nhắm mắt lại. Let's sing together. This is my desire to honor. All I have within me.
my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment that I wake, Lord, have your way in me. Yes. Comfort anything, just come to the Lord right now. Có những điều gì đó có
con, động lại trong lòng của chúng ta những sự không tha thứ, những sự thất vọng. Hãy đến cùng với Chúa ngay tại thời giờ phút này. And if you want to come here, we can pray for you to bring the set free, the deliverance of the Lord upon your life right now. Và chúng ta sẽ cầu nguyện cho quý vị. Quý vị có thể đến đây và chúng tôi sẽ cầu nguyện cho quý vị. Está la presencia del Señor, usted lo puede sentir ahí. Dios te ha hablado. Dios me ha hablado. The presence of the Lord is in this place, and we know that the Lord has spoken to us. Sự hiện diện của Chúa đang ở tại đây và Chúa đang phán với mỗi lòng của chúng ta. Hay muchas personas enfermas. There are many sick people. Có rất là nhiều người đang bị bệnh tật. La enfermedad física tiene que ver mucho con lo interno. Hay mucha amargura, mucho odio, mucho rencor, mucha falta de perdón. And the physical sickness is a result of a lot of what's inside, bitterness, sadness. Và những sự bệnh tật đó là kết quả của những sự đau buồn, những sự không tha thứ, những sự cay đắng trên đời sống của chúng ta. Si hay alguien que te ha dañado y te ha producido odio, rencor, se ha cambiado tu sistema físico por todo eso que te han hecho. Hoy el Señor te dice, el remedio se llama Cristo Jesús, que te va a enseñar a perdonar a esa persona. And if someone has hurt you and you feel bitterness, ai đó đã the Lord thương says that today He has the answer for you. Ai đó thương tổn chúng ta làm chúng ta có sự cay đắng, và ngày hôm nay Chúa đã phán rằng Chúa Ngài sẽ tha thứ chúng ta và giải phóng chúng ta. Cuando tú aprendas a perdonar, va a venir el gozo del Espíritu de Dios y va a fortalecerte, va a liberarte, va a sanarte físicamente. Vas a ser una persona diferente. And when you learn to forgive, you will receive the joy of the Holy Spirit and you will begin to feel free. Và quý vị, khi mà quý vị tha thứ, quý vị sẽ có sự vui mừng của Thánh Linh và quý vị sẽ được giải phóng. Ahí donde estás en tu lugar, levanta tu mano derecha. Right there where you are, lift up your right hand. Xin mời quý vị có thể đưa tay cao của mình lên. Porque el doctor te ha dicho que estás enfermo. And even more you that the doctors have said that you have a sickness. Có lẽ bác sĩ đang nói quý vị đó là quý vị đã có những sự bệnh tật trên đời sống của mình. Levantada, vamos a entregar esa enfermedad a las manos del Señor. And with your hand lifted up, we are going to give to the Lord that sickness. Nhưng mà chúng ta hãy giơ tay lên và nói Chúa rằng Chúa ơi, chúng con dâng những sự bệnh tật này trong cánh tay toàn năng của Ngài. Y te vas a acordar ahí de las personas que te han dañado y que no has perdonado y que posiblemente por ahí venga toda esa situación física. And we're going to think about of all those people that have offended us that we are resulting in bitterness. Và chúng ta hãy nhớ đến những người đã làm thương tổn chúng ta và khiến chúng ta có như sự cay đắng, và hãy nhớ những người đó và tha thứ cho họ. Y le vas a decir, Señor Jesús. And you're going to say, Lord Jesus. Và hãy nói với Chúa Giêsu rằng, Chúa Giêsu ơi, yo perdono a todas aquellas personas que me han dañado. I forgive all of those who have hurt me. Con tha thứ cho tất cả những người đã làm thương tổn con. Confiésalo con todo tu corazón. Confess it with all of your heart. Và con xưng nhận với cả tấm lòng của con. Yo perdono a todas las personas que han deseado mal sobre mi vida. I forgive all of those who have desired evil against me. Chúa ơi, con sẽ tha thứ cho tất cả những người đã làm điều ác trước mặt con. Yo los bendigo en tu nombre, Señor Jesús. I bless them in your name, Jesus. Và con sẽ chúc phúc họ trong danh của Chúa Jesus Christ. Por tanto tiempo que no he perdonado, me he sentido enfermo, Señor. For all this time that I have not forgiven, I've been sick. Chúa ơi, những cái sự không tha thứ đó đã khiến cho con có nhiều lần đã bị bệnh tật. Hoy deposito toda esta dolencia, toda esta enfermedad y esa falta de perdón en tus manos, Señor. Everything that I'm feeling, Lord, I give it to you right now. Và bây giờ con dâng những sự bệnh tật đó và tất cả những sự thương tổn đó cho chính tay cá nhân của Chúa. Confiésalo firmemente, con corazón sincero. Confess it with all of your heart, with all sincerity. Hãy công bố điều đó với cả tấm lòng chúng ta, hãy tha thứ cho những người đó. Me rindo a ti, Señor Jesús. I surrender to you, Jesus. And I do so, con thuần phục Ngài, con cầu phục Ngài. Me rindo a ti, Señor Jesús. I surrender to you, Lord.
Lord Jesus. Và con dâng tất cả mọi điều trong anh em toàn năng của Ngài Chúa Giêsu. Por favor, sana mi mente. Please heal my mind. Xin Ngài chữa lành tâm trí của con. Sana mi corazón. Heal my heart. Xin Ngài chữa lành tâm lòng của con. Te entrego mi voluntad. I give you my will. Con dâng ý chí của con cho Ngài. Y por favor, pon tu mano sobre mi cuerpo físico. And please touch my body with your mighty hands. Xin Ngài đụng chạm tấm lòng của con với cánh tay toàn năng của Ngài. En remueve toda dolencia. And remove every hurt. Và khi Ngài cất đi tất cả những sự thương tổn ra khỏi đời sống của con. Todo eso que me estorba, que no me deja ser feliz. Señor, remuévelo, sácalo. Everything that is bothering me, that's preventing me to feel happiness. Xin Ngài cất đi tất cả những điều làm đã khiến cho lòng của con không có sự vui mừng. Cất đi những điều đó. Renuncio a esa vida de dolor. I reject that life of bitterness. Và con từ phước tất cả những sự cay đắng trên đời sống của con. Y con tu mano levantada, dile, recibo el gozo del Espíritu de Dios. And I receive the joy of the Holy Spirit. Recibo la paz. Con sẽ tiếp nhận sự vui mừng của Thánh Linh. Con nhận sự bình an của Ngài. Recibo el poder. I receive the power. Con tiếp nhận quyền năng của Ngài. Recibo la fortaleza. I receive the strength. Con tiếp nhận sức mới của Ngài. Lo creo con todo mi corazón. And I believe it with all of my heart. Con tin những điều đó với cả tấm lòng của con. Y de hoy en adelante voy a ir experimentando esta nueva vida. And from now on I will experience this new life. Và kể từ ngày hôm nay con sẽ kinh nghiệm được đời sống mới ở trong Ngài. Gracias, Señor Jesús, por escucharme. Thank you, Lord Jesus, for hearing my prayer. Chúa Giêsu, con cảm ơn Ngài đã nghe những lời cầu nguyện của chúng con. Ahora voy a orar por usted ahí donde está en su lugar. Padre, en el nombre de Jesús. And now I will pray with you. Father, in the name of Jesus. Con cầu nguyện ở trong danh của Chúa Jesus Christ. Mira todos los que estamos aquí, Señor. Please look at every single one of us that are present. Tú nos conoces muy bien. You know us very much. Và Ngài biết tất cả những điều gì đang xảy ra trên đời sống con là những người đang hiện diện ở tại đây. Tú sabes qué es lo que estamos padeciendo, Señor. You know what we are suffering. Ngài biết những điều mà chúng con đang trăn trở hoặc là hoang mang. Ahora, Señor, remueve todo ese padecimiento, todo ese dolor, toda esa enfermedad. And now, please remove that suffering, all that pain. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. In the powerful name of Jesus. Amen. Ahí con su mano levantada, vamos a orar por mi hermano Marcos y mi hermana Lupita. We're going to pray for our brother Marcos and Lupita. Mi hermano Marcos le operaron la cintura. And ya está bien, bien enfermito, pero vamos a pedir que el Señor lo fortalezca. Our brother has been operated, but he is still sick, and we're going to pray for him. Trải qua một cái cơn giải phẫu nhưng mà vẫn còn. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Lord, we pray in the name of Jesus. Para que pongas tu mano a través de la distancia, Señor. That you place your mighty hand over his life. Và xin Chúa ngài chúc phước cho anh Marco một cách đặc biệt. Allá donde se encuentra Marcos. Wherever he finds himself. Pon tus manos ahí donde fue la cirugía. Place your hand where they operated him. Toda dolencia, toda inflamación sea sacada fuera en el nombre poderoso de Cristo. All the pain and inflammation being taken away in Jesus' name. Xin Chúa ngài chúc phước cho những bàn tay đã giải phẫu cho anh và xin ngài cắt đi tất cả những sự đau đớn ra khỏi chính đời sống anh. Y fortalece a su esposa también, Señor. And please strengthen his wife. Và xin Chúa ngài cũng thêm sức cho vợ của anh nữa. Y fortalece a cada uno de las familias que están aquí, Señor. Creemos que estás haciendo milagros. Creemos que estás haciendo milagros. Creemos que estás tocando los cuerpos enfermos. Creemos que en los siguientes días tendremos esos testimonios vivos de que tú eres real. These following days we will see and give testimony that you are God. Estás obrando poderoso. Con sẽ tiếp tục làm chứng cho Chúa. Ahora sí, dele gracias. Solo dele gracias. Right there we are, give thanks. Si usted ha creído, dele gracias. If you have believed, si usted ha creído que Él está aquí, dele gracias. If you believe that Jesus is here, give Him thanks. Và tin rằng Chúa Giêsu đã ở cùng với chúng ta ngày hôm nay, ở tại đây, hãy cảm tạ Chúa. Gracias, Señor. Démosle palmas a Él. Give a round of applause to the Lord. Démosle palmas a Él. Give a round of applause. Démosle la gloria a Él.
Por los siglos, Señor, tuya es la honra, tuya es la gloria, tuya es la alabanza. Yours is the praise. Gracias por estar aquí. Thank you for being here. Amén. Amén. Y amén. Happy New Year. Dios les bendiga. Allá en la parte de atrás hay unas cosas que trajimos de Walmart. Ya saben ustedes, agarren una pieza para que todos alcancen. Aquí hay donas, hay agua también. Thank you, Sister Silva. Comer o llevar. Everybody is welcome to get coffee and donuts. And again, in the back, we brought items from Walmart. And again, just like the rules has always been, only one box. También necesitamos manos de varones valientes, fuertes. Donut time. Que nos ayuden a llevar la carpa para allá. Necesitamos manos. Así que, por favor, acérquese. It's donut time. Bây giờ chúng ta sẽ có donut và cà phê. Thời gian chúng ta sẽ uống cà phê và có donut. Và cũng có một số những món quà cho quý vị con cái Chúa. And we also have some of the gifts. We're gonna ask for all the men, all the strong, godly men to come and help us move the tent. Và mời, cũng xin mời một số các anh khỏe mạnh một lát nữa sau khi lấy quà đó, rồi một lát nữa giúp trở lại lều để có thể khiêng cái lều này qua bên phía phần phát thực phẩm ha. So we need you. Và chúng ta cần quý vị giúp đỡ. Thank you so much. Và hẹn gặp quý vị ngày mai. Người Việt của chúng ta có chương trình năm mới ngày mai ha. For Vietnamese, we have the Lunar New Year tomorrow, celebration on Sunday. Hôm nay sẽ có chương trình năm mới vào ngày mai sáng Chủ nhật lúc 11 giờ sáng và cho chương trình tiếng Anh, và chiều Chủ nhật 3 giờ chiều cho chương trình tiếng Việt. Ở chiều thì ở tại số địa chỉ 14200 đường Golden West, thành phố Westminster, California. See you soon. Thank you so much. And thank you for all of God's servants.